Các bạn thân mến, và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về kỹ năng để giúp cho các bạn có thể tự xây dựng được kịch bản của loại hình chương trình tổng kết cuối năm. Như các bạn cũng đã biết thì tổng kết cuối năm là một trong những loại hình sự kiện được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm với mục đích là để tổng kết lại một năm hoạt động kinh doanh cũng như là để tri ân đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên xuất sắc trong năm. Và với sự kiện này, không phải ai cũng có khả năng để tự xây dựng được kịch bản để có thể dẫn dắt được một chương trình chuyên nghiệp nhất. Nếu bạn là một MC đang hoạt động cho lĩnh vực về MC sự kiện và bạn chưa có nhiều định hình về kịch bản, chưa có nhiều định hình về việc chúng ta xây dựng nội dung như thế nào, thì trong chương trình này và bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra, với video này có thể giúp cho tất cả những bạn MC bán chuyên nghiệp hoặc mới bắt đầu vào nghề hoặc bắt đầu tìm hiểu về nghề MC thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tự xây dựng được kịch bản. Và để xây dựng một kịch bản thì việc đầu tiên các bạn cần phải tạo cho mình được những cái nội dung chính như sau. Cái công việc đầu tiên của MC bao giờ cũng sẽ là phần thông báo đón khách để mời khách của mình di chuyển từ bên ngoài vào bên trong. Và công việc thứ hai đó là chúng ta sẽ ổn định vị trí. Sau khi thông báo đón khách, ổn định vị trí xong rồi thì nhiệm vụ của MC khi đến bắt đầu chương trình đó chính là chúng ta sẽ tuyên bố bắt đầu. Sau khi tuyên bố bắt đầu chương trình rồi thì đa số những chương trình tổng kết cuối năm là thường có các tiết mục về biểu diễn văn nghệ, có thể là một bài hát hoặc một tiết mục nhảy nào đó. Thì với phần này thì MC cũng sẽ dẫn dắt để giới thiệu cái tiết mục mở màn. Sau khi tiết mục mở màn xong thì đến phần tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ bước ra sân khấu và giới thiệu chào mừng với chương trình. Sau khi giới thiệu chào mừng với chương trình thì sẽ đến phần tuyên bố lý do. Trong phần tuyên bố lý do này thì các bạn cần phải nắm được những thông tin sau. Tức là các bạn sẽ viết về một bài giới thiệu về cái công ty mà các bạn đang tổ chức cho họ là gì. Và để viết về công ty đó thì các bạn cần phải viết những thông tin sau. Thứ nhất, đó là các bạn cần ghi rõ tên đầy đủ công ty của họ. Sau đó các bạn sẽ nói về thời gian hình thành và hoạt động. Tiếp theo các bạn sẽ nói về những sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang kinh doanh và hoạt động là như thế nào. Cái thông tin thứ ba là các bạn cần phải chỉ rõ được những thành tựu trong năm vừa qua và những năm vừa qua công ty đạt được là những gì. Sau đó các bạn giới thiệu một chút về hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống chi nhánh, hệ thống nhân sự, cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta cần giới thiệu trong phần tuyên bố lý do này. Ngoài ra các bạn cũng sẽ cần phải ghi thêm một số các thông tin liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của công ty trong nhiều năm tiếp theo là gì. Các bạn cũng sẽ giới thiệu qua một chút. Và sau đó các bạn sẽ dẫn dắt, đó là để tổng kết lại một năm hoạt động kinh doanh đã qua, cũng như để tri ân đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên xuất sắc trong năm. Và ngày hôm nay công ty tổ chức chương trình này là để tri ân và tổng kết lại một năm hoạt động. Đó là những cái phần các bạn cần phải viết trong phần tuyên bố lý do. Và sau khi tuyên bố lý do xong thì nhiệm vụ của MC đó chính là giới thiệu thành phần tham dự. Các bạn lưu ý nha, đó là giới thiệu thành phần tham dự. Tôi có để ý đến rất nhiều các MC khác hiện tại là khi họ giới thiệu ấy thì họ chỉ giới thiệu mỗi thành phần đại biểu thôi, còn một số thành phần còn lại họ không giới thiệu. Nhưng các bạn nhớ rằng thành phần tham dự là chúng ta nói tổng quan là thành phần tham dự, còn bên trong đó có quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên. Có những công ty tổng kết họ mời những người thân trong gia đình thì các bạn cũng sẽ giới thiệu là cùng với những người thân trong gia đình. Và sau khi giới thiệu xong thành phần tham dự thì MC sẽ giới thiệu đại diện công ty, lãnh đạo công ty lên sân khấu để phát biểu, mở màn chương trình. Và sau khi mở màn phát biểu chương trình xong thì một đó là lãnh đạo, họ sẽ ở lại để tổng kết luôn hoạt động kinh doanh đã qua bằng những thông số, bằng những con số, và họ sẽ chỉ ra cho toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên biết được là trong năm vừa qua công ty của họ đã đạt được những thành tựu gì. Có thể là qua một video clip hoặc có thể qua một vài thuyết trình trong vòng từ 10 đến 15 phút để tổng kết lại một năm hoạt động kinh doanh. Và sau khi mà thuyết trình hoặc chiếu clip tổng kết lại một năm hoạt động kinh doanh thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lễ vinh danh đội ngũ cán bộ nhân viên xuất sắc. Với phần này thì các bạn cần phải nắm rõ được danh sách đội ngũ cán bộ, danh sách đội ngũ nhân viên hoặc danh sách đội ngũ phòng ban kinh doanh đạt được thành tựu xuất sắc trong năm vừa qua để các bạn sẽ đọc và vinh danh họ tại sân khấu. Thì ngoài phần này ra các bạn cũng cần phải chuẩn bị kỹ là ai là người trao quà, ai là người trao ở những giải thưởng cho phần vinh danh này, thì các bạn cũng cần phải ghi thật là rõ vào bên trong kịch bản của các bạn.
Và sau khi vinh danh xong thì phần tiếp theo của chương trình tổng kết cuối năm đó chính là phần khai tiệc. Đối với phần khai tiệc thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những yếu tố sau. Thứ nhất đó là danh sách những người khai tiệc là ai, các bạn cần phải biết rõ để chúng ta sẽ giới thiệu và đọc tên của họ lên sân khấu. Cái tiếp theo các bạn cần phải lưu ý đó là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn rượu, ly để chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần khai tiệc này. Và sau đó thì MC sẽ có những lời để dẫn dắt để khai tiệc chương trình. Và sau khi khai tiệc chương trình, đối với những công ty nào có thuê ekip tổ chức sự kiện thì sẽ có các bài hát, sẽ có các tiết mục về nhảy, văn nghệ, biểu diễn. Thì MC sẽ lần lượt sẽ giới thiệu các tiết mục đó trong quá trình mà họ từ 15 phút đầu đến 20 phút đầu thì họ sẽ dùng tiệc và giao lưu văn nghệ, ca nhạc. Thì phần này thì MC sẽ giới thiệu lần lượt. Sau khoảng độ từ 15 đến 20 phút thì nhiệm vụ của MC đó chính là kết nối tất cả khách hàng, kết nối tất cả khán giả phía dưới bằng những trò chơi game show tại sân khấu để mang đến một bầu không khí vui vẻ, đoàn kết và gắn kết giữa tất cả các thành viên. Và sau khi tổ chức xong trò chơi đầu tiên thì các bạn tiếp tục có thể đan xen một vài tiết mục văn nghệ vào, hoặc là chúng ta có thể mời chính khán giả thể hiện một bài hát nào đó và sau đó các bạn tổ chức game show thứ hai. Và thường đến game show thứ hai rồi là sau đó là chúng ta sẽ có thêm một vài tiết mục biểu diễn nữa. Sau khi biểu diễn xong thì phần cuối chương trình đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Lưu ý nhá, đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Và với phần này để dẫn được, các bạn cần phải nắm được những thông tin sau. Cái thứ nhất là các bạn cần phải nắm được cơ cấu giải thưởng gồm có những giải thưởng nào, giá trị như thế nào, các bạn cần phải nắm được thật rõ. Ví dụ, một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích chẳng hạn. Thì đó chính là cơ cấu giải thưởng. Và các bạn cũng cần phải biết là mỗi giải thì giá trị của nó là gì. Ví dụ, một giải đặc biệt đó chính là một chiếc SH của Honda trị giá 99 triệu đồng. Thì các bạn cũng sẽ đọc cái giá trị giải thưởng này ra để cho tất cả khán giả cảm thấy là hấp dẫn hơn rất nhiều. Rồi, cái thứ nhất là các bạn nắm được cái cơ cấu. Cái thứ hai là các bạn cần phải nắm được thể lệ tham gia phần bốc thăm này như thế nào để cho tất cả khán giả khi đến tham dự chương trình này họ cũng sẽ thực hiện theo đúng quy định của chương trình, tránh đến trường hợp là khi các bạn không đưa ra được những cái yêu cầu, không đưa ra được những phần thể lệ thì sẽ nảy sinh những cái mâu thuẫn và khi đó các bạn sẽ rất khó để chúng ta giải quyết. Thay vì thế, chúng ta đưa ra luật và họ phải thực hiện theo đúng luật của mình. Và dựa trên hai yếu tố này, các bạn sẽ biết cách để tổ chức lên một cái phần bốc thăm. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải giới thiệu về cách thức bốc thăm ra sao, ai là người trao tặng và giải thưởng cho từng phần thì các bạn cũng cần phải nắm rõ. Và các bạn sẽ xây dựng cái quy trình bốc thăm trúng thưởng như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ giới thiệu về phần bốc thăm trúng thưởng. Cái thứ hai là các bạn sẽ giới thiệu về cơ cấu giải thưởng. Cái thứ ba, các bạn sẽ giới thiệu về cách thức bốc thăm. Cái thứ tư là các bạn sẽ giới thiệu về thể lệ tham dự phần bốc thăm là gì. Sau đó các bạn sẽ lần lượt tổ chức bốc thăm theo thứ tự từ giải thưởng có giá trị thấp lên giải thưởng có giá trị cao nhất có thể. Và mỗi một giải thưởng này các bạn cần phải ghi sẵn một cái tên là ai là người trao tặng giải thưởng để cho các bạn chủ động hơn trong vấn đề điều khiển chương trình. Và sau khi bốc thăm xong thì các bạn có thể mời khách hàng lên khu vực sân khấu để tham gia một tiết mục, một bài hát hoặc chụp hình. Và khi đó các bạn sẽ khép lại chương trình tổng kết cuối năm. Và những gì tôi vừa chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là những cái phần chính để chúng ta có thể xây dựng được một kịch bản của một chương trình tổng kết cuối năm. Còn tất nhiên tùy vào từng lĩnh vực, tùy vào từng nội dung, tùy vào từng mục đích, khía cạnh thì chúng ta sẽ xây dựng lên những kịch bản chi tiết hơn. Còn để chi tiết như thế nào, nếu như các bạn thực sự quan tâm, hãy comment thông tin của bạn phía dưới gồm có họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn thì tôi sẽ giúp bạn tư vấn và hoàn thiện kịch bản của bạn một cách chi tiết nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.